anh hùng Nguyễn Thị Mai, nữ biệt động mang biệt danh Con Thoi Sắt. Các bạn thân mến, trong cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, hàng trăm nữ anh hùng biệt động Sài Gòn đã ngã xuống. Nhiều đồng chí đã để lại một phần xương máu trong quá trình hoạt động cách mạng. Một trong số đó là nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai với biệt danh Con Thoi Sắt. Đồng chí là một trong những nhân vật điển hình trong trang sử nữ biệt động Sài Gòn. Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về nữ biệt động Nguyễn Thị Mai trong video ngay sau đây nhé! Một, vài nét về nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai. Anh hùng Nguyễn Thị Mai sinh năm 1943 tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Quảng Nam. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước lầm than, với tinh thần yêu nước, ý chí căm thù dạng sâu sắc, chị tham gia cách mạng từ rất sớm. Chị làm giao liên cho huyện đội Đại Lộc. Năm 1965, khi chiến tranh miền Nam đang ngày càng trở nên ác liệt, lãnh đạo biệt động Sài Gòn ra định lệnh cho các cơ sở, địa phương bố trí thêm người. Đơn vị biệt động 90C cử người về tận huyện Đại Lộc, Quảng Nam để tuyển quân. Trước lời kêu gọi thiêng liêng của tổ chức, người nữ chiến sĩ ấy đã tức tốc lên đường. Chẳng kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chị Mai chỉ ghé qua nhà vài phút để từ biệt mẹ già. Khi đi, mẹ nhắn nhủ chị. Lần này vào Sài Gòn, má con mình ít có dịp gặp lại. Nghe má dặn đây, có bị lộ, bị bắt thì dù thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng, không được phản lại tổ chức, phản lại đồng đội nghe con. Chị ghi khắc lời dặn của mẹ và coi là kim chỉ nam trong suốt quãng đời hoạt động cách mạng của mình. Lênh đênh gần chục ngày trên biển, con tàu đưa nữ anh hùng vào đến Sài Gòn. Bữa cơm đầu tiên của chị là cơm trắng, cải chua và mắm cáy. Trước giờ, chị chỉ biết có khoai lang, khoai mì, hột mít luộc. Lần đầu tiên trong đời chị có một bữa ăn ngon đến thế. Hôm sau, có người mang đến một đôi dép để chị tập dùng. Đêm đến, đèn đường Sài Gòn sáng trưng, chị Mai hồn nhiên thắc mắc. Không biết đèn thắp bằng dầu gì mà sáng quá. Cùng ngày, các cô chú dặn chị Mai chuẩn bị đồ đạc, sẽ có người chở đi nhận công tác. Chở chị đi trên chiếc xe gắn máy là một người đàn ông, dáng gầy và vui tính. Xuất phát từ xóm lao động nghèo chợ Vườn Chuối, qua chợ Bình Thới. Đến nơi, chị xuống xe mới phát hiện chiếc dép vừa được mang đã rời khỏi chân lúc nào chẳng biết. Chị Mai được huấn luyện tại Bình Thới trước khi nhận công tác. Sau khóa huấn luyện, chị được cử về công tác tại đơn vị biệt động 90C với nhiệm vụ liên lạc, vận chuyển vũ khí, tài liệu từ căn cứ vào Sài Gòn. Ngày khi được giao nhiệm vụ, chị Mai bắt tay xây dựng cơ sở bí mật và liên lạc với nhiều cơ sở hoạt động cách mạng ở Hóc Môn, Củ Chi, Đức Hòa. Mỗi sáng sớm, chị Mai lên chợ Củ Chi để gặp người áo đỏ. Theo lời dặn của chỉ huy, chỉ cần có người mặc áo màu đỏ, đưa gì thì mang về cái đó. Ban đầu, bản thân chị chỉ biết làm theo lệnh, không biết người đưa đồ cho mình là ai, trong đó có thứ gì. Nhưng lần sau đó, khi đã thạo việc, người trong đơn vị mới bật mí, đó là tài liệu mật của biệt động Sài Gòn gia định. Mất nó có nghĩa là mất tất cả. Từng chuyến xe rau bên dưới là vũ khí, được chuyển từ Hóc Môn, Củ Chi về nội thành nhờ sự khéo léo của chị. Chiếc xe làm y ạch chở đầy khách và những giỏ hàng từ chợ Phước Thịnh, Củ Chi chạy đến Cầu Sáng, thì tốc cảnh sát trong trạm lao ra đứng chắn ngang đường, chặn chiếc xe làm lại. Tất cả hành khách bị dồn xuống đường, trong đó có chị Mai. Một nữ kiểm soát giơ cây ba chắc chỉ thẳng vào chị, yêu cầu đến chốt kiểm soát. Tại đây chị bị kiểm tra cả người. Trước nguy cơ tập đơn tuyên truyền cất giấu trong người bị phát hiện, chị đã quyết định hành động, lấy tài liệu ra đưa vào miệng nhai, hòng nuốt xuống bụng. Mấy tên cảnh sát lao đến bóp cổ, banh miệng chị móc sấp giấy ra, nhưng lúc này tất cả đã nhỏ nát. Khi bị bắt, trong người nữ anh hùng có 9 lá thư bí mật của anh em và 30 kíp nổ trong giỏ đựng khổ qua. Cũng kể từ đây, những ngày tháng sống cảnh địa ngục trần gian của nữ giao liên bắt đầu ập đến. 2. Những tháng ngày sống trong địa ngục trần gian. Nữ anh hùng giao liên Nguyễn Thị Mai nhớ lại những lời tra khảo và cuộc đối thoại của chị với tên cảnh sát. Tên cảnh sát hỏi: "Mày mang tài liệu và kíp nổ cho ai?" Chị đáp lại: "Tôi đi lạc lên đây, trên đường có người mang vác đồ nặng nên nhờ tôi mang hộ. Họ chưa kịp dặn dò gì hết thì thấy người của các ông nên bỏ chạy. Tôi sợ mất đồ đạc của người ta, phải giữ để hy vọng gặp lại họ mà trả." "Mày nói láo." Viên cảnh sát chau mày, vùng tay định tát chị, xong hắn rút tay lại. Hắn nhỏ nhẹ: "Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Quê quán mày ở đâu? Làm nghề gì?" Chị Mai đáp: "Quê tôi ở Đại Lộc, Quảng Nam,
sống bụi đời không cha không mẹ. Viên cảnh sát lại hỏi, ai đưa mày vô đây? Chị thẳng thừng đáp, bạn bè dẫn tôi vô. Tên cảnh sát hỏi tiếp với giọng điệu khó chịu, ở đâu? Chị Mai vẫn thản nhiên, sống lăn lóc ở chợ Cầu Muối. Sau đó chị bị đưa về Hàng Keo, một bốt khét tiếng với những tên đồ tể cùng vô số kiểu tra tấn man dợ. Thời đó, các loại cực hình tàn khốc nhất đều được giáng xuống người chị hòng khai thác thông tin. Ngay chiều hôm đó, chúng tra tấn chị với đủ các ngón nghề. Hình thức tra khảo đầu tiên với chị Mai là đánh đập, bẻ xương, răng, đổ nước xà phòng. Suốt mấy ngày liền, thân thể chị Mai tiều tụy đi trông thấy. Trong cơn mê man, nhưng chị vẫn nhớ hôm ấy là ngày thứ tư mình bị bắt. Ngay tiếng động, chị cố mở mắt. Trước mắt chị là một sợi dây thừng dài, tiết diện bằng cổ tay. Chúng cho người buộc hai chân chị, luồn dây treo trên đà ngang kéo lên. Đầu hướng xuống, cách mặt đất chừng 3 mét. Cứ một câu hỏi không trả lời, chúng thả dây cho đầu dốc xuống đất từ 5 đến 7 lần. Hết tên này tra khảo đến tên khác thay thế, nhưng chị Mai nhất mực không khai bất cứ thông tin gì. Trước tình hình đó, tên cảnh sát thưa với cấp trên, con nhỏ này nó lì lợm lắm, tra tấn như thế mà cũng không khai tổ chức và cán bộ lãnh đạo, giờ phải làm thế nào, thưa ngài thiếu tá? Tên thiếu tá không mở miệng, chỉ toàn ử với hử. Chị càng căm thù khi trước mặt mình toàn là một lũ bán nước hại dân. Trước khi tên thiếu tá quay ra cửa, hắn xoay mạnh mũi giày, bặm chặt môi, ý ra lệnh, bằng mọi cách phải moi lấy thông tin. Chúng cho thả dây xuống, chị nằm trên sàn nhà bất động, một xô nước xà phòng dội vào người chị. Phía dưới chân, tên lính cầm sợi dây điện đứng gần chờ lệnh bật cầu dao. Đám lửa cầu vồng lóe lên, chị bất tỉnh. Nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai kể, nó đánh đá hạ hê rồi dí điện vào ngực và hai tai. Mình ngất rồi nó lại tạt nước cho tỉnh lại, nó đánh tiếp. Bên tai tôi nghe văng vẳng những câu hỏi cung, vũ khí này mày chuyển đi đâu? Chỉ huy của mày là ai? Đồng đội của mày tên gì? Đơn vị mày đóng ở đâu? Mảnh chai vỡ loảng choảng ngay gần bên tai. Chị tỉnh dậy thấy chúng đang cầm cổ chai bia sắc nhọn. Chúng cho vào cửa mình chị, nghiến răng đẩy nó vào kèm với những lời man dợ. Máu túa ra. Chúng không buông tha cho chị, bởi chị là người nắm nhiều cơ sở của ta, kể cả vũ khí và kế hoạch chiến đấu. Tàn bạo hơn, chúng cho người mang đến một con lươn to. Tên lúc nãy nắm con lươn đưa vào cửa mình, tay còn lại bấm đuôi, con lươn ngọ nguậy chui sâu vào trong cắn xé. Đêm đó, máu đọng lại, bụng chị phình to, đau dữ dội. Hôm sau, cửa ngục mở, hai tên cảnh sát bước vào, một tên nói, mày có chịu khai chưa? Mày còn con gái, ai lại dạy dỗ tự hủy hoại đời mình như thế? Giọng cười man dợ của hắn càng làm chị nghĩ rằng mình càng phải cứng rắn. Chị cắn răng chịu đựng rồi ngất đi. Những lúc đau đớn tột cùng ấy, chị luôn nhớ lại lời mẹ dặn trước lúc vào Nam, và chị đã không hé nửa lời, quyết không phản bội tổ chức và đồng đội. Chị bị đứt sọ và để lại di chứng thần kinh, thường xuyên bị co giật cho tới tận bây giờ. Sau những màn đại hình ép cung bất thành, chị được chúng đưa vào bệnh viện Chợ Quán. Vị bác sĩ khám bệnh chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, các ông tra tấn thế này thì chúng tôi không có khả năng chữa trị. Rồi chúng đưa chị qua bệnh viện Nguyễn Thái Học. Vài ngày sau, thấy bớt đau, chị tháo còng trốn viện, men theo đường rừng trở về căn cứ trong vòng tay đón của tất thảy các đồng đội. 3. Biệt danh con thoi sắt. Trở về từ cõi chết. Về được căn cứ, chị Mai như trở về từ cõi chết, về với đồng đội sau bao ngày chịu đựng những đòn thù tra tấn dã man. Nhiều chị em rơi nước mắt trước thương tích hằn sâu trên cơ thể và tâm hồn của cô gái trẻ. Sau cuộc chạy trốn khỏi bệnh viện, chị kiệt sức, mệt như không đứng lên được. Nghĩ lại những lần bị tra tấn chết đi sống lại, chịu thương tật đầy mình để giữ cho không một cơ sở nào bị bắt, chị bỗng òa lên khóc. Các chị em xung quanh cũng bật khóc theo. Những giọt nước mắt tủi hờn, căm phẫn càng khiến cho Mai và đồng đội quyết tâm tiêu diệt địch. Sau đó, nữ giao liên Nguyễn Thị Mai được đưa tới bệnh viện của quân khu ở căn cứ A51. Mỗi lần khám vết thương cho chị, các bác sĩ tại đây đều phải thốt lên, quá dã man, chúng tra tấn đến thế là cùng, chúng bay sẽ phải đền tội. Trong điều kiện khó khăn, nhưng mọi người đều mong muốn chữa trị cho Mai sớm bình phục. Đồng đội vào tận rừng sâu, săn tổ ong để bồi bổ cho chị và đổ vào vết thương. Dù chị từ chối, vì mật ong rất quý, cần để dành cho những người bị thương khác. Dòng giá suốt cả năm chữa trị, những vết thương thâm hiểm trong người Mai đã dần bình phục. Nhưng di chứng của lần tra tấn đi máy bay bị đập đầu xuống đất
vẫn hành hạ chị Mai những ngày nắng nóng. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, lại chứng kiến cảnh đồng đội đang xả thân bên ngoài chiến trường, chị như ngồi trên đống lửa. Chị Mai lén tìm đến lớp tập huấn ở gần bệnh viện, học bắn súng ngắn hai tay, học cách sử dụng các loại vũ khí. Được trở lại hoạt động cách mạng, nữ biệt động Sài Gòn như con thoi sắt, hoành hành ngang dọc khắp đường phố, đảm nhiệm công tác liên lạc, vận chuyển vũ khí và tham gia đánh trận. Chị tiếp tục được tổ chức phân công với đơn vị biệt động 90C, nhập vào tổ chiến đấu với anh Bảy Lùn. Đánh đề pô xe lửa. Tháng 4 năm 1967, chị Mai nhận nhiệm vụ đánh xưởng đề pô xe lửa, nơi có 20 đầu máy xe lửa diesel hiện đại nhất của Mỹ mới đưa qua bằng chiến hạm. Theo kế hoạch của chúng, xe lửa này sẽ đưa vũ khí và đội quân tinh nhuệ tiếp viện cho mặt trận miền Trung. Tổ trinh sát đi điều nghiên, tính vị trí cự ly giữa các đầu xe lửa, số lính gác và giờ giấc. Chị Mai cùng với đồng chí Nguyễn Thanh Quang thiết kế vũ khí tại nhà anh Hai Dạo ở khu đầm rau muống Hòa Hưng. Tổng cộng 20 gói thuốc nổ, 5kg mỗi khối, cài sẵn kíp axit của Ba Lan. 20 khối thuốc nổ chuẩn bị vận chuyển đến căn nhà số 6/6, đường Lê Văn Duyệt, sát xưởng depo. Đêm ngày 26 tháng 4 năm 1967, thuốc nổ chất lên xe, rau muống chất đầy bên trên ngụy trang. Chị Mai kéo càng, anh Chín Quang đẩy phía sau. Kíp nổ được bỏ trong giỏ lác, chị vác trên vai. Trái nổ được chuyển 2 chuyến đến nơi. Gắn kíp xong, đẩy vô cửa hàng rào kẽm gai chờ đến giờ gờ. Đến 2 giờ sáng, đồng chí Vinh, đồng chí Thạt lẻn vào, gắn ở mỗi đầu xe lửa một trái, bấm kíp nổ liên hoàn theo giờ đã tính toán trước đó. Đúng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 1967, tiếng nổ như sấm vang, khói cuộn nghi ngút cả một vòng trời. Kết quả, 17 đầu máy xe lửa, 2 xe trục cầu và 2 nhà kho chứa vũ khí lớn đang chờ ngày chuyển ra mặt trận miền Trung đã bị nổ tan tành. Trận đánh tại Nghĩa Trang Bến Tre. Lúc bấy giờ, Nghĩa Trang Bến Tre khá vắng vẻ, xa xa có vài chợ nhỏ, cách đó không xa là đầm lầy hoang vu. Đó là điều kiện thuận lợi cho cơ sở ta hoạt động. Bọn địch theo dõi và phát hiện nhiều cán bộ của ta ra vào khu Nghĩa Trang nên đã tăng cường theo dõi. Chẳng lâu sau, nhà chờ ở Nghĩa Trang đã trở thành chốt canh gác của chúng. Nắm được giờ giấc, lịch trình của lính gác, kế hoạch, mục tiêu đánh đã được vạch sẵn. Chị Mai báo cáo với cấp trên về kế hoạch đánh nhà chờ. Khi cấp trên đã duyệt phương án của chị đưa ra, nhưng chị Mai cẩn thận hơn, cần thời gian để tìm hiểu thêm. Gần Nghĩa Trang là nơi cất giấu vũ khí với số lượng lớn, chủ nhà là anh Mười Đạo. Chị đến nhà anh Mười Đạo chuẩn bị thuốc nổ, kíp và tự thiết kế cho phù hợp. Hay tin chị đánh Nghĩa Trang Bến Tre một mình, không ít người lo lắng. Nhưng chị tin là chị sẽ làm được, thắng lớn nữa là khác. Màn đêm buông xuống, chị len lỏi qua nhiều ngõ ngách rồi trầm mình dưới đám cỏ lác lầy lội. Chẳng mấy chốc, chị đã có mặt ở mục tiêu cần đánh. Chị ngồi đó, trên chiếc ghế đặt tại nhà chờ. Mỗi đầu ghế một trái, định giờ nổ, đủ thời gian cho chị lẩn khuất trong hẻm. Bọn lính gác đâu ngờ rằng chỉ vài giây lơ đễnh, chốt gác đã đổ sập hoàn toàn. Chị Mai đang xách nước rửa chân thì tin từ cơ sở báo về đám lính gác gần 50 tên vừa chết vừa bị thương. Chị tự thưởng cho mình bằng mấy gáo nước mát lạnh. Bánh mì nhân TNT. Nhà đèn Thủ Đức cũng là một mục tiêu quan trọng dọn đường chuẩn bị cho đợt tổng tiến công Mậu Thuân năm 1968. 90C giao nhiệm vụ cho tổ trưởng Nguyễn Thị Mai và hai tổ viên đánh nhà đèn càng sớm càng tốt. Bộ đồ nghề của thợ hồ gồm xô, thước, sẻng, bay đã được chuẩn bị từ trước. Hàng rào bên hông nhà đèn lúc chập tối khá vắng. Chị Mai xác định đây sẽ là nơi vào đặt trái an toàn nhất. Mỗi người mang một cái xô đựng 2kg thuốc nổ vào gắn ở các cột đèn lớn quanh nhà đèn. Sau đó hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng, điện trên khu vực mất toàn bộ, lính gác chạy nháo nhào. Nhà đèn Thủ Đức phải mất một thời gian dài mới khôi phục được. Trước khi đánh đề pô xe lửa, nhà đèn Thủ Đức, chị đã đánh thành công hai tụ điểm thông tin quan trọng của chúng bằng hai ổ bánh mì. Những năm ấy, chính quyền Sài Gòn đặt ở các điểm tập trung mỗi điểm một truyền hình. Cứ đến 7 giờ tối, chúng cho mở tin tức, xen kẽ phim ảnh cho dân chúng đến xem. Thông tin chính mà chúng muốn tuyên truyền ở đây là các cảnh tra tấn ghê rợn, con người với hình hài quái dị và những lời bình phẩm đầy rẫy sự xuyên tạc, vu khống ra chúng viết. Mục đích của chúng là nhắm vào người dân ít học, lơ mơ trong nhận thức. Chị Mai và vai cô gái bán vé số, tay cầm ổ bánh mì đến rất sớm tại tụ điểm đặt truyền hình trên đường Nguyễn Thông. Phải tranh thủ sớm trước khi có người dân đến xem truyền hình.
bằng con mắt nhà nghề, vừa đi vừa quan sát. Trong tích tắc, chị Mai đã đặt ổ bánh mì nhân thuốc nổ TNT bên dưới truyền hình. Chị nhanh chóng rời tụ điểm, vọt thẳng với khu vực nhà thờ Đức Bà để thanh toán một tụ điểm nữa. Chị tính toán chính xác khoảng cách và thời gian đi để định giờ cả hai cùng nổ một lúc. Nửa giờ sau, radio phát bản tin nóng, giọng cô phát thanh viên lạnh lót. Hai tụ điểm thông tin quan trọng của chính quyền Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông và nhà thờ Đức Bà đã bị nổ tung, nguyên nhân có thể do Việt Cộng cài bom. Sau đó, chính quyền Sài Gòn cũng đã lắp truyền hình mới, nhưng vì sợ lại nổ nữa nên chẳng ai dám đến coi. Bến xe hậu cần của Mỹ trên đường Nguyễn Thoại cũng đã được chị Mai ghé thăm 4 lần. Chiều hôm ấy, chị vào vai người tình của đồng chí Bảy Lùn dạo mấy vòng quanh chợ Tân Bình. Chúng đâu ngờ rằng cặp tình nhân qua qua lại lại đú đởn trông ngứa cả con mắt đã ném vào trong mấy trái nổ, làm thiệt hại lớn về người và vũ khí. Sau nhiều chiến công lập được, nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai cùng đội biệt động Sài Gòn tham gia vào những trận đánh rực lửa không thể nào quên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trận đánh trên cánh đồng Tân Tạo hay trận bão lửa ở ngã tư Bảy Hiền. Với tinh thần gan dạ, sự nhanh nhẹn, dứt khoát trong chiến đấu, chị được mọi người đặc biệt danh là con thoi sắt. Sau ngày giải phóng, nữ biệt động Mai được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công, huân chương kháng chiến và nhiều bằng khen, giấy khen của chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có cảm nhận như thế nào về con thoi sắt Nguyễn Thị Mai qua video ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ của mình xuống phía dưới phần bình luận của video nhé! Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các số đặc biệt tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Xin chào và hẹn gặp lại!